Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước và quốc tế tối thứ ba ngày 5 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Mở đầu bản tin hôm nay, mời quý vị khán giả cùng theo dõi những thông tin trong nước đáng chú ý. Việt Nam sẽ tăng cường sự gắn kết bền vững của ASEAN. Việt Nam nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU. Bắc Ninh bắt 5 đối tượng thu giữ khối lượng lớn ma túy. Tối qua, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Grand Diamond tại thủ đô Bangkok, Thái Lan đã diễn ra lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN 35 và chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 cho Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha điểm lại những kết quả chính trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2019 của Thái Lan. Với chủ đề tăng cường đối tác vì sự bền vững, Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường quan hệ đối tác trong và ngoài ASEAN, đặt mục tiêu thúc đẩy bền vững vì một cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, không bỏ ai lại phía sau. Lễ chuyển giao diễn ra ngay sau lễ bế mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị cấp cao liên quan. Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Chủ tịch ASEAN 2019 đã trao chiếc búa Chủ tịch ASEAN cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Sự kiện này chính thức xác lập vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Phát biểu tại lễ chuyển giao, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam lựa chọn gắn kết và chủ động thích ứng là chủ đề của năm ASEAN 2020. Trong năm 2020, chúng tôi mong muốn sẽ tập trung tăng cường sự gắn kết bền vững của ASEAN thông qua củng cố đoàn kết, thống nhất, gia tăng liên kết kinh tế và kết nối, làm sâu sắc hơn các giá trị đặc trưng của cộng đồng ASEAN, cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy ASEAN và đẩy mạnh quan hệ đối tác của ASEAN trong cộng đồng toàn cầu. Thủ tướng cho rằng cũng chính thông qua sự gắn kết bền vững đó mà cộng đồng ASEAN có thể nâng cao năng lực thích ứng chủ động và hiệu quả với các cơ hội và thách thức đặt ra, đó là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, biến động của môi trường, chiến lược kinh tế toàn cầu và khu vực cùng với những thách thức xuyên quốc gia đang hàng ngày tác động đến sự phát triển ổn định và bền vững của các quốc gia và cuộc sống của người dân. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam trông đợi sự ủng hộ và hỗ trợ tích cực từ các nước thành viên ASEAN và các đối tác để hiện thực hóa tinh thần chủ đề của năm ASEAN 2020. Đã đến lúc chúng ta cùng đẩy mạnh tư duy, cùng hành động như một thực thể thống nhất và gắn kết chặt chẽ để chủ động thích ứng hiệu quả và phát triển bền vững trong một thế giới biến chuyển không ngừng. Hãy tư duy cộng đồng, hành động vì cộng đồng. Sau phát biểu của Thủ tướng logo năm ASEAN 2020 và video ngắn giới thiệu về năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam đã được trình chiếu tại buổi lễ. Sáng nay, trước phiên thảo luận, Quốc hội đã nghe Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo bước đầu về việc giải quyết vụ 39 nạn nhân tử vong trong xe tải đông lạnh tại Anh. Dẫn báo cáo của Chính phủ, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ngày 23 tháng 10, cảnh sát Anh nhận được thông tin có 39 người được tìm thấy và đã chết trong một xe tải đông lạnh ở Anh. Hiện nay có nhiều nguồn tin về số lượng người Việt Nam trong số 39 nạn nhân rất khác nhau. Theo thông tin, tối 4 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã điện trao đổi trực tiếp. Phía cảnh sát hạt SS đã rất tích cực trong việc phối hợp nhưng thủ tục rất phức tạp. Ngay sau khi có thông tin có thể nạn nhân là người Việt Nam, thì Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Ngoại giao sớm xác định danh tính các nạn nhân theo đề xuất của phía Anh, điều tra phát hiện các vụ việc đường dây tổ chức đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định, thành lập tổ công tác liên ngành sang Anh để phối hợp với phía Anh giải quyết vụ việc, thông báo và tư vấn trực tiếp cho gia đình các nạn nhân để giải quyết hậu sự cho các nạn nhân. Giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin tuyên truyền về các đường dây lừa đảo người dân xuất cảnh trái phép vi phạm pháp luật Việt Nam và nước ngoài, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc vụ việc của các đối tượng chính trị phản động, kích động chống phá. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh vụ 39 người chết tại Anh đã gây sự xúc động mạnh trên toàn thế giới. Quốc hội xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ ngành và địa phương phối hợp với các nước liên quan xác minh làm rõ, có biện pháp bảo hộ công dân. Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đồng thời có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả tình trạng này.
Sau đó, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao năm 2019, công tác phòng ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2019. Hôm nay, mùng 5 tháng 11, đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC chính thức quay trở lại kiểm tra tình hình thực hiện những khuyến nghị của EC về chống đánh bắt cá.